Tin tổng hợp trưa ngày 27 tháng 5 Tổng thống Zelensky, hành động của Nga ở Donbass là một chính sách diệt chủng rõ ràng. Ukraine cảnh báo Hungary vì phản đối trừng phạt Nga. Chuyên gia quân sự chỉ ra điểm yếu trong chiến lược của Nga trên kênh truyền hình nhà nước. Các quốc gia thành viên của WHO chỉ trích Nga vì các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế. Ngoại trưởng Litva các đất cho Nga đổi lấy hòa bình lập bước đi nguy hiểm. Báo cáo, lính Nga không chỉ cướp bóc ở Ukraine, cũng có thể trộm luôn của quân đội Putin. Chuyên gia Thụy Điển, Putin có thể sẽ thất bại khủng khiếp trong cuộc chiến Ukraine. Trung Quốc nói Solomon là hình mẫu cho sự tin tưởng lẫn nhau. Thu Lâm xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 27 tháng 5 của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm vào hôm 26 tháng 5 cho biết các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donbass, Đôn miền đông của Ukraine, phản ánh một chính sách diệt chủng rõ ràng. Ông Zelensky nói: "Cuộc tấn công hiện tại của những người chiếm đóng ở Donbass có thể khiến khu vực này không còn người ở. Họ muốn thiêu rụi Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk và biến Severunek thành tro như Vuhovka, như Mariupol." Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tất cả những điều này bao gồm cả việc trục xuất người dân của chúng tôi và giết hại hàng loạt người dân thường là một chính sách diệt chủng rõ ràng mà Nga theo đuổi. Ông Zelensky cho biết, về gây áp lực lên Nga theo nghĩa đen là vấn đề cứu sống và mọi sự chậm trễ, tranh chấp hoặc đề xuất xoa dịu Nga đều dẫn đến những người Ukraine tiếp theo bị giết và những mối đe dọa mới đối với tất cả mọi người trên lục địa. Tại phía bắc đất nước, Oleshiny Ehobov, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kharkiv, Hôm thứ Năm cho biết 9 người, trong đó có một em bé 5 tháng tuổi đã thiệt mạng ở Kharkiv, trong bối cảnh Nga dồn dập pháo kích vào các khu dân cư gần trung tâm thành phố. Quan chức này nói thêm rằng các quận Shechensky và Kievsky của Kharkiv là nơi hứng chịu các trận pháo kích dày đặc. Ông cho biết ngoài những người thiệt mạng, 19 người bị thương, trong số đó có một đứa trẻ 9 tuổi. Ông Sine -Hobov cũng khẳng định cho đến nay các lực lượng vũ trang của chúng tôi đang kiềm chân lực lượng Nga. Ukraine cảnh báo điều gì đó sẽ xảy ra với đường ống cấp dầu từ Nga đến Hungary, khi Hungary đến nay vẫn kiên quyết phản đối cấm vận năng lượng Nga. Thưa quý vị, hãng tin RT của Nga dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Lana Shekhan vào ngày 26 tháng 5, nói rằng Ukraine có đòn bẩy gây áp lực hiệu quả đối với Hungary thông qua đường ống dẫn dầu Dujupa. Dujupa là đường ống dẫn dầu dài gần 1.500 km từ Nga chạy qua Ukraine đến Hungary, một quốc gia thành viên của NATO và EU. Tại diễn đàn an ninh Kiev trực tuyến, Bộ trưởng Shekhan chỉ trích chính sách của chính phủ Hungary khi tiếp tục ngăn chặn gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga, trong đó có lệnh cấm vận năng lượng của Nga. Bà Shekhan cáo buộc Hungary đang lợi dụng cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine làm công cụ để đạt được mục tiêu của mình, để có thể yêu cầu mọi thứ từ EU. Bà cảnh báo, điều gì đó có thể xảy ra với phần đường ống cấp dầu của Nga cho Hungary, và theo tôi sẽ rất thích hợp nếu có điều gì đó xảy ra với nó. Bà Shekhan nói và cho biết, nhưng một lần nữa, chính phủ và tổng thống phải đưa ra quyết định về các vấn đề chính trị. Quyết định xem chúng ta có thực sự muốn nói chuyện với tổng thống Hungary, Viktor Orbán bằng ngôn ngữ mà ông ấy hiểu và ông ấy áp đặt lên EU hay không. Trong khi những lời của bà Shikhan bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông Hungary, Budapest vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, Hungary phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Nước này nhận 65% lượng dầu thông qua đường ống Juba từ Nga. Chính phủ Hungary đã cực lực phản đối ý tưởng cấm vận dầu mỏ của Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã gửi một lá thư cho Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, trong đó nhấn mạnh một lệnh cấm vận dầu mỏ Nga sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho nền kinh tế Hungary. Ông ví lệnh trừng phạt đó sẽ giống như thả bom hạt nhân vào nền kinh tế. Ngoại trưởng Hungary Peter Sitato cho biết, Budapest có thể cân nhắc cấm nhập khẩu dầu của Nga qua đường biển, nhưng không cấm nhập khẩu qua các đường ống. Bất chấp sự phản đối của Hungary, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tin rằng EU có thể đạt được đột phá trong những ngày tới về việc cấm vận dầu mỏ Nga. Ukraine đã liên tục kêu gọi các nước EU ngừng mua năng lượng Nga để gây sức ép lên Moscow. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin cảnh báo một lệnh cấm vận như vậy của châu Âu không khác nào tự sát về kinh tế. Thưa quý vị, một chuyên gia quân sự Nga được mời trên kênh truyền hình nhà nước đã chỉ ra điểm yếu trong chiến lược của Nga và thừa nhận rằng lực lượng của Ukraine rất mạnh. Newsweek hôm 26 tháng 5 cho hay, phát biểu trên kênh One của Nga, chuyên gia quân sự Vladimir Popov cảnh báo rằng quân đội Nga có thể chịu tổn thất lớn nếu họ cố gắng tiến vào các thành phố lớn của Ukraine trong quá trình tiến công, vì các lực lượng của Ukraine đang chiến đấu chống lại Nga rất mạnh và họ có động cơ để chiến đấu. Ông Popov cho biết, dựa trên các bố trí lực lượng của họ, ở mặt trận phía đông, Ukraine có tới 35 tiểu đoàn ở khu vực này. Đó là một lực lượng rất lớn. Chuyên gia quân sự nói thêm rằng, các lực lượng của Ukraine rất có động cơ để chiến đấu và bạn không thể thay đổi hoặc thuyết phục họ. Ông Popov cũng lưu ý Ukraine có các đơn vị quân đội rất mạnh đóng quân ở phía nam Koshen. Có một trung tâm huấn luyện của lực lượng đặc biệt, những đơn vị quân đội đó rất mạnh, ông Popov nói, đồng thời tuyên bố những lực lượng này phải bị tiêu diệt, không còn cách nào khác. Theo Newsweek, người dẫn chương trình và những người trong trường quay đều im lặng trong suốt quá trình phân tích của ông Popov. Ông tiếp tục nói rằng không có ý nghĩa gì khi Nga tiến vào các thị trấn lớn ở giai đoạn này. Tất cả chúng đều được khai thác, tất cả các trường học, bệnh viện và các vị trí pháo binh. Ông Popov nói, chỉ đặt lá cờ của chúng ta ở trung tâm thị trấn, chúng ta sẽ có nguy cơ bị thiệt hại lớn, vì vậy, điều đó sẽ không có ý nghĩa gì. Phát biểu của ông Popov được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo ngày 10 tháng 5 rằng, những tổn thất của Nga trong cuộc chiến đang diễn ra đã buộc Tổng thống Nga Putin phải thay đổi mục tiêu của mình. Bộ cho biết, Nga đã đánh giá thấp khả năng kháng cự của Ukraine và tính toán sai lầm đã dẫn đến những tổn thất đáng kể cho Moscow. Ngăn cản ông Putin tuyên bố thành công quân sự ở Ukraine trong cuộc giữa binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Phân tích đó đã được lặp lại trong các bản cập nhật của tình báo Anh hôm 26 tháng 5. Bộ Quốc phòng Anh cho biết việc Nga không lường trước được sự kháng cự của Ukraine và sự tự mãn sau đó của các chỉ huy Nga đã gây ra tổn thất đáng kể cho các đơn vị tinh nhuệ hơn của Nga các quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới đã lên án mạnh mẽ cuộc chiến của Nga ở Ukraine và các cuộc tấn công vào các cơ sở y tế. Thưa quý vị, lời chỉ trích được đưa ra trong một nghị quyết được thông qua áp đảo hôm 26 tháng 5, càng làm cô lập Moscow trên trường quốc tế. Theo hãng tin DW, nghị quyết đã được thông qua với 88 phiếu thuận, 12 phiếu chống, 53 phiếu trắng tại cuộc họp thường niên của WHO. Đại sứ Ukraine Zephenia Filipenko tuyên bố kết quả của cuộc bỏ phiếu đã gửi một tín hiệu rõ ràng đến Liên bang Nga. Hãy dừng cuộc chiến chống lại Ukraine, hãy ngừng các cuộc tấn công vào các bệnh viện. Đại sứ Filipenko nói thêm, Đại hội đồng Y tế Thế giới xác nhận rằng trách nhiệm về cuộc khủng hoảng y tế ở Ukraine thuộc về Liên bang Nga, nghị quyết lên án bằng những điều khoản mạnh mẽ nhất. Hành vi xâm lược quân sự của Nga đối với Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe, đồng thời kêu gọi Nga ngừng ngay lập tức bất kỳ cuộc tấn công nào vào bệnh viện và các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác. Một nghị quyết của Nga về cuộc khủng hoảng y tế ở Ukraine vốn không liên quan gì đến cuộc xâm lược toàn diện của Nga và đã bị từ chối bởi 66 phiếu chống, chỉ 15 phiếu ủng hộ và 70 phiếu trắng. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Litva Gabrielius Lamborghis hôm 26 tháng 5 cảnh báo nếu Ukraine nhường một số lãnh thổ cho Nga để giúp đạt được hòa bình trong cuộc chiến đang diễn ra là một bước đi nguy hiểm. Đó là một tín hiệu rất mạnh mẽ cho tất cả những kẻ xâm lược khác. Những tên tội phạm tiềm tàng rằng nếu bạn phạm tội và bạn không bị tiêu diệt trong vòng 3 tháng thì mọi thứ sẽ ổn định, mọi thứ có thể tiếp tục như vậy. Ngoại trưởng Lamborghis nói với các phóng viên theo một bản dịch tiếng Anh về bình luận của ông trên trang tin Đức, bản tích điều Phi. Hơn 3 tháng sau chiến tranh vẫn chưa rõ khi nào chiến sự sẽ kết thúc, khi Nga đang dồn dập tấn công ở miền đông Ukraine. Cả Điện Kremlin và cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger đều nói rằng Ukraine nên nhượng bộ lãnh thổ để đạt được hòa bình với Nga. Nhưng một cố vấn của Tổng thống Zelensky hôm 24 tháng 5 cảnh báo rằng bình luận của Kissinger sẽ khiến Ba Lan hoặc Litva sẽ là mục tiêu tiếp theo. Còn ông Oleksiy Goncharenko, một thành viên Quốc hội Ukraine nói với đài CNBC hôm 25 tháng 5 rằng Tôi nghĩ ông Kissinger vẫn còn đang sống trong thế kỷ 20 và chúng tôi thì đang sống trong thế kỷ 21. Chúng tôi sẽ không chịu nhượng một tấc đất của lãnh thổ mình. Ngoại trưởng Litva Land cũng phản đối các đề xuất trao đổi lãnh thổ Ukraine cho Nga đối với tôi có vẻ như đây là một xu hướng rất nguy hiểm ông nói một mà chế độ Putin cai trị Nga ngày nay chúng tôi gọi là chế độ thực hiện tội ác diệt chủng nó sẵn sàng xóa sổ mọi người khỏi mặt đất chỉ vì nó thuộc về một quốc gia hay quốc gia khác bình thường hóa quan hệ với chế độ này đối với tôi là không thể hiểu nổi những tuyên bố của cả Kissinger và các nguyên thủ quốc gia khác theo hướng này về cơ bản là không phù hợp với thực tế mà chúng ta đang thấy ngày nay. Thưa quý vị, theo một cuộc điều tra của hãng truyền thông độc lập Mediasona của Nga, binh lính Nga đã không chỉ cướp bóc của người Ukraine mà thậm chí trộm luôn của quân đội Putin trong ít nhất một trường hợp. Một báo cáo về cuộc điều tra của hãng tin này đã trích dẫn một trường hợp cụ thể vào ngày 29 tháng 4. Một sĩ quan Nga bị tình nghi được nhìn thấy trong đoạn phim ghi lại mang một hộp chứa thứ có vẻ như là máy bay không người lái Olen đến một trạm vận chuyển ở thị trấn Valuyki của Nga, một vài dặm từ biên giới Nga-Ukraine. Nga đã sử dụng máy bay không người lái ô lần 10 trong cuộc chiến ở Ukraine, cho thấy rằng sĩ quan này có thể đã đánh cắp thiết bị từ chính quân đội của mình. Media Sona nói rằng họ đã xem đoạn phim tại trạm vận chuyển cho thấy máy bay không người lái đang được cân và đo. Sau đó đội trưởng và các quân nhân khác khiêng chiếc hộp vào sâu trong văn phòng. Hãng tin cho biết họ không thể theo dõi sự xuất hiện của máy bay không người lái đến đích đến của nó. Ngũ sư đại ước tính rằng thiết bị bay không người lái ô lần 10 có giá từ 87.000 đến 120.000 đô la Mỹ. Kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bắt đầu vào cuối tháng 2, Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga cướp bóc và thậm chí là cố gắng bán tài sản đánh cắp trong cuộc xâm lược. Các cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc nghiêm trọng hơn liên quan đến tội ác chiến tranh và các hành động tàn bạo khác của quân đội Nga ở Ukraine. Tổng thống Nga Putin và chính phủ Nga đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường. Báo cáo của Mediasona không cho biết liệu có thể có một quy mô lớn hơn về việc binh lính Nga trộm cắp trong quân đội của họ hay không. Thưa quý vị, theo một chuyên gia về chính sách kinh tế ở khu vực Đông Âu, cuộc chiến ở Ukraine có khả năng dẫn đến một thất bại nặng nề của Nga. Trong một bài báo đăng trên tạp chí Foreign Affairs hôm 26 tháng 5, nhà kinh tế Thụy Điển Anders Eslin, người từng là cố vấn kinh tế cho cả hai chính phủ Nga và Ukraine trong quá khứ, đã dự đoán rằng Tổng thống Nga Putin có khả năng nhìn thấy một trong những thất bại ngoạn mục nhất trong lịch sử đương đại. Khi quân đội của ông tiếp tục vật vã để mang lại chiến thắng quân sự sau khi nổ ra cuộc chiến cách đây 3 tháng, ông Eslen nói rằng quân đội Nga đã không chiếm được thủ đô Kyiv và đang vật lộn để đạt được bất kỳ bước tiến nào ở miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine ngược lại đã vượt quá mọi kỳ vọng, ông nhận xét. Sự phản kháng của người dân Ukraine đã giáng một đòn bất ngờ vào quân đội của ông Putin kéo dài cuộc chiến vượt xa những gì mà Điện Kremlin đã chuẩn bị đối mặt khi cuộc xâm lược được phát động vào ngày 24 tháng 2. Khi cuộc chiến bước sang tháng thứ tư, quyết tâm của người dân Ukraine cùng với sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh phương Tây đang dẫn đến một cái kết bất lợi cho lãnh đạo Nga. Ông Eslund cảnh báo rằng, sự kết thúc của chiến tranh sẽ không chỉ là một thất bại quân sự đối với ông Putin, mà còn là một thất bại kinh tế, một thất bại không giống với bất cứ điều gì mà đất nước này đã gặp và sẽ là một tác động tới toàn thế giới. Ngày nay, Nga không chỉ đối mặt với một thất bại nhục nhã mà còn là một sự sụp đổ kinh tế khủng khiếp, mà Putin phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, ông Eslund viết. Trực dẫn các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây đã nhanh chóng áp đặt lên Nga để đáp trả cuộc chiến. Eslund cho rằng, chỉ trong một ngày Putin đã xóa sổ hầu hết các lợi ích kinh tế mà Nga đạt được kể từ năm 1991. Nhà kinh tế cảnh báo rằng, mức độ nghiêm trọng của nền kinh tế Nga đã đẩy giới tinh hoa của nước này đến bờ vực và cho rằng ông Putin có thể bị lật đổ bởi những người từng nằm trong số gần gũi nhất với Tổng thống, nếu như sự phẫn nộ của công chúng không lật đổ được chính phủ của ông ta trước. Theo ông esland, vào tháng 8 năm 1998, sau 6 ngày xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ít nghiêm trọng hơn nhiều, Tổng thống Nga Boris Yeltsin đã giải tán chính phủ của mình. Ngược lại, Putin không cho phép bất kỳ ai trong chính phủ của mình từ chức, mà lại buộc mọi người phải ở bên ông cho đến khi có kết cục cay đắng. Ông esland tiếp tục. Khỏi phải nói, Nỗi sợ hãi dường như ngự trị khắp dưới tinh hoa của chính phủ Nga. Chuyên gia này lưu ý, dù kết quả có ra sao, phương Tây cũng phải bắt đầu lên kế hoạch cho sự sụp đổ cũng như gây dừng lại của chế độ của Putin. Ông viết, đây không phải là lần đầu tiên moscow thực hiện một cuộc phiêu lưu quân sự đầy tham vọng nhằm tìm kiếm thêm lãnh thổ, chỉ để thấy mình bị lép vế và bị xỉ nhục. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lưu ý, quan hệ giữa Bắc Kinh và quân đội Solomon sẽ trở thành hình mẫu cho sự tin tưởng lẫn nhau và sự hợp tác trong mối quan hệ với Nam Thái Bình Dương. Thưa quý vị, theo báo bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, Ngoại trưởng Trung Quốc đang thực hiện chuyến công du tới 8 quốc gia Thái Bình Dương kéo dài 10 ngày nhằm mở rộng quan hệ về ngoại giao, kinh tế và quân sự trong khu vực, như một phần nỗ lực đối phó với chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Washington. Chuyến công du diễn ra sau khi Bắc Kinh ký một hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon hồi tháng 4, làm dấy lên lo ngại trong khu vực rằng Trung Quốc có thể có chỗ đứng quân sự ở quốc đảo Thái Bình Dương. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã trong cuộc hội kiến với quyền toàn quyền Partition OT, Ngoại trưởng Vương Nghị ca ngợi quyết định năm 2019 của Honiara về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh là một điều tất yếu lịch sử. Bài viết đề cập Ngoại trưởng Vương Nghị đã tìm cách giảm bớt lo ngại về sự hiện diện quân sự tiềm tàng của Trung Quốc ở quần đảo Solomon. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ ra quan hệ song phương đã đạt được những kết quả hữu hình với sự phát triển toàn diện và sự tin cậy lẫn nhau về chính trị mạnh mẽ hơn. Quay trưởng Vương Nghị cũng tiết lộ lịch trình chuyến công du, bao gồm điểm dừng chân ở Fiji vào ngày 30 tháng 5 tới. Tại đây, Bắc Kinh hy vọng sẽ ký một thỏa thuận và kế hoạch hành động 5 năm với các ngoại trưởng trong khu vực. Trong những tháng gần đây, vùng Nam Thái Bình Dương đã trở thành đấu trường giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bắc Kinh đang tìm cách tăng cường sĩ diện quân sự, chính trị và kinh tế trong khu vực, nhưng cho tới nay chỉ đạt kết quả khiêm tốn. Nếu kế hoạch hợp tác của Trung Quốc được các nước trong khu vực chấp nhận, đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng. Vì như vậy, Bắc Kinh có thể tham gia vào nhiều chiến dịch của cảnh sát và chiến dịch quân sự tại đây. Thêm vào đó, các chuyến bay giữa Trung Quốc với các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ gia tăng. Bắc Kinh cũng sẽ bổ nhiệm một đặc sứ cho khu vực này, đảm nhận việc đào tạo các nhà ngoại giao trẻ của vùng Nam Thái Bình Dương và cấp 2.500 học bổng của chính phủ cho các nước này. Nhưng theo AFP, một số quốc gia trong khu vực đã báo động về kế hoạch nói trên của Trung Quốc. Tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese cảnh báo là Bắc Kinh đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng lên một khu vực mà nước Úc vẫn là đối tác hàng đầu về an ninh từ Thế chiến thứ hai tới nay. Đáp lại kế hoạch của Trung Quốc, Thủ tướng Albanese loan báo sẽ tăng cường sự hỗ trợ của Úc cho các nước Nam Thái Bình Dương với khoảng 500 triệu đô la. Úc trợ cấp cho việc đào tạo về quốc phòng, an ninh hàng hải và các cơ sở hạ tầng để chống các tác động của biến đổi khí hậu. Về phần Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern Bà xem vùng Thái Bình Dương như căn nhà chung và khi có những nhu cầu về an ninh của các nước trong khu vực, New Zealand sẵn sàng đáp ứng. Về phản ứng của Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price đã khuyên các nước Nam Thái Bình Dương nên dè chừng với kế hoạch mờ ám của Bắc Kinh. Còn các nước trong khu vực thì có thái độ ra sao? Trong một bức thư gửi đến các đồng nhiệm Nam Thái Bình Dương, Tổng thống Liên bang Micronesia David Panuelo cũng đã cảnh báo về một hiệp định mà theo ông mới nhìn có vẻ rất hấp dẫn nhưng trên thực tế có thể giúp Trung Quốc tiếp cận và kiểm soát khu vực này. Thật ra, Liên bang Micronesia từ thập niên 1980 vẫn được hưởng một quy chế liên kết với Hoa Kỳ, bảo đảm cho nước này một sự hợp tác về kinh tế và một sự bảo vệ quân sự của Mỹ. Cho nên việc Micronesia chống dự án của Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng những nước khác có thể sẽ dễ bị lôi cuốn bởi những mối lợi về kinh tế mà kế hoạch của Trung Quốc mang lại. Trước mắt, quân đảo Solomon và Trung Quốc từ cuối tháng 4 đã ký một hiệp ước an ninh với những điều khoản mơ hồ. Hoa Kỳ và Úc lo ngại là thông qua hiệp ước này, Bắc Kinh sẽ thiết lập sự hiện diện quân sự trên quần đảo. Theo nhận định của hãng tin AP, kế hoạch nói trên cho thấy Trung Quốc này đang chuyển từ hợp tác song phương sang hợp tác đa phương với các nước Nam Thái Bình Dương. Nếu kế hoạch này được chấp thuận, thì sẽ không chỉ có một mà nhiều nước lọt vào quỹ đạo của Bắc Kinh trong cùng một lúc. Đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương sẽ chấm dứt hàng mấy tập niên nỗ lực, ngăn chặn Trung Quốc vượt khỏi khu vực bên trong chuỗi đảo thứ nhất bao gồm nhóm đảo Đài Loan, Okinawa, Philippines mà Trung Quốc vẫn coi là tuyến phòng thủ đầu tiên. Nói cách khác, kế hoạch mở rộng hợp tác mà Bắc Kinh đề nghị với các nước Nam Thái Bình Dương chẳng khác gì một phát súng khai hỏa cho trận chiến mới giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh ở khu vực này. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Decaner News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Decaner News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Thu Lâm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.